Anh Ngọc xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV và sau đây mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 ngày 8 tháng 8, kính mời quý vị đến với tin tức sau đây. Nữ nhân viên y tế ở Quảng Nam cam kết cách ly nhưng vẫn đi làm. Bệnh nhân 787 mắc Covid-19 đã đi chợ chơi bài với nhiều người. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới ngày càng phức tạp, đã có gần 19,5 triệu ca bệnh Thành phố Hồ Chí Minh, 817 người tiếp xúc với 8 ca COVID-19, 32.844 người từ Đà Nẵng đã âm tính. Công bố giá bán vaccine COVID-19 triển vọng nhất nước Mỹ 860.000 đồng mỗi liều. 38 bác sĩ điều dưỡng từ Phú Thọ lên đường hỗ trợ Quảng Nam chống dịch. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nữ nhân viên y tế ở Quảng Nam cam kết cách ly nhưng vẫn đi làm là thông tin ngay sau đây. Một nữ nhân viên y tế tại tỉnh Quảng Nam trở về từ Đà Nẵng, tự nguyện đi khai báo y tế và cam kết cách ly tại nhà, nhưng vẫn đi làm. Cụ thể là ngày 25 tháng 7, bà NTTD, sinh năm 1985, ngụ phường An Sơn, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh, trở về Quảng Nam từ quận Liên Triều, Đà Nẵng. Ngày 29 tháng 7, bà D đến trạm y tế phường An Sơn khai báo y tế, cam kết cách ly tại nhà đủ 14 ngày nhưng không thực hiện mà vẫn đi làm bình thường. Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, vào ngày 7 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xem xét có chủ trương chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam giảm tối đa hoặc tạm thời dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến sân bay Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong một thời gian nhất định cho đến khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn Quảng Nam được kiểm soát. Hiện nay sân bay Chu Lai đang hoạt động với số lượng hành khách đi và đến rất lớn do sân bay Đà Nẵng đã đóng cửa. Việc di chuyển bằng đường hàng không tại sân bay Chulai vào lúc này có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho người dân, nhân viên, hành khách, nên các chuyến bay hoặc là trở thành nguồn lây nhiễm cho người khác ở các tỉnh, thành phố khác. Bệnh nhân 787 mắc COVID-19 đã đi chợ, chơi bài với nhiều người. Thưa quý vị, trước khi Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 787 mắc COVID-19, người này nhiều lần đi chợ uống cà phê, chơi bài với nhiều người. Sáng ngày 8 tháng 8, Bộ Y tế công bố nữ bệnh nhân 787, 51 tuổi, tổ dân phố 2, thị trấn sông vệ, huyện tương nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mắc COVID-19. Trường hợp này từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 630. Bộ Y tế công bố ngày 3 tháng 8. Hiện bệnh nhân 787 đang được cách ly điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. ngành Y tế Quảng Ngãi công bố thông tin di chuyển của bệnh nhân này để người dân theo dõi. Trước ngày 28 tháng 7, bệnh nhân này không đi đâu ngoài tỉnh Quảng Ngãi, chỉ tiếp xúc gần 5 người thân trong gia đình, mẹ ruột, con gái, con rể và hai cháu ngoại. Từ 28 đến 30 tháng 7, ca này tiếp xúc gần với bệnh nhân 360. Khoảng thời gian này, 7 giờ đến 8 giờ sáng, người này về nhà mẹ ruột tại thị trấn Sông Vệ để sắc thuốc. 8 giờ đến 9 giờ, nữ bệnh nhân cùng ca bệnh 630 đến quán cà phê A Tèo ở tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ để uống cà phê. Tại đây, hai bệnh nhân từng tiếp xúc với nhiều người, không rõ bao nhiêu người. Sau 9 giờ, người này chở bệnh nhân 630 đi khám, trích thuốc tại một cơ sở tư nhân trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Từ Nghĩa. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 8, từ 6 giờ đến 7 giờ, nữ bệnh nhân thường đi chợ thị trấn Sông Vệ. Sau đó bà ra quán cà phê A Tèo uống cà phê tiếp xúc với nhiều người. Bà này cũng từng chơi đánh bài với nhiều người, chưa thống kê số người chơi cùng. Ngày 3 tháng 8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 630 ở Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đi khai báo y tế được đưa đi cách ly tập trung tại khu ký túc xá Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi. Ngày 6 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nữ bệnh nhân. Đến chiều ngày 7 tháng 8, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả người này mắc COVID-19. Chuyển sang thông tin tiếp theo, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới ngày càng phức tạp, đã có tới gần 19,5 triệu ca bệnh. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 250.552 trường hợp mắc Covid-19, 5.719 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên gần 19,5 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometer.info cập nhật 6 giờ sáng ngày 8 tháng 8 giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là hơn 19 triệu 400 ngàn ca, trong đó hơn 722 000 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước ghi nhận hơn 12 triệu 500 bệnh nhân được điều trị khỏi. Số ca nguy kịch giảm còn hơn 64.900 người và hơn 6 triệu 250.000 ca đang điều trị tích cực. Ngày 7 tháng 8, thế giới có 136 quốc gia vùng lãnh thổ ghi nhận COVID-19 mới. 85 quốc gia vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát, xu thế đại dịch bùng phát trở lại ngày càng rõ hơn. Trong một ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới có Ấn Độ hơn 61.000 ca, Mỹ hơn 54.000 ca, Brazil hơn 44.000 ca. Trong khi đó Mỹ 1076 ca, Ấn Độ 940 ca, Brazil 928 ca ghi nhận số ca tử vong cao nhất. Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn, diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai, thứ ba. Nhiều nước quyết định lùi thời gian mở cửa nền kinh tế, đồng thời tái áp đặt các biện pháp giãn cách. Châu Mỹ hiện là tâm dịch nghiêm trọng nhất thế giới. Khu vực Mỹ Latin trở thành khu vực ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất, chiếm gần 30% số ca tử vong trên thế giới dịch lây lan mạnh tại các nước Colombia, Peru, Argentina, Bolivia. Hiện số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh sau khi nhiều chính phủ, nhiều nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát, phong tỏa nhằm vực dậy đến kinh tế rơi vào khủng hoảng. Mỹ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 5 triệu ca bệnh mắc và hơn 162.000 ca tử vong. Viện đánh giá và tham số y tế IHME của Đại học Washington dự báo số ca tử vong ở nước này có thể lên tới gần 300.000 ca vào ngày 1 tháng 12. Và 70.000 người sẽ được cứu sống nếu người dân chú ý đeo khẩu trang. Dự báo trên được đưa ra sau khi một cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về dịch bệnh truyền nhiễm cảnh báo các thành phố lớn ở Mỹ có thể chứng kiến số ca tăng vọt và trở thành các điểm nóng nếu giới chức địa phương lơ là với các biện pháp phòng chống dịch. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh, 817 người tiếp xúc với 8 ca COVID-19 và 32.844 người từ Đà Nẵng đã âm tính. Như vậy, thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 77 trường hợp là người tiếp xúc với các ca COVID-19 đang chờ kết quả thử nghiệm. Trong khi công tác xét nghiệm người về từ Đà Nẵng dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 11 tháng 8. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28 tháng 7 và đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được đẩy mạnh. Tính đến 7 giờ sáng nay, ngày 8 tháng 8, hơn 45.300 trường hợp khai báo y tế, hơn 36.100 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó hơn 32.800 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính là các bệnh nhân COVID-19 được công bố. Các mẫu còn lại đang đợi kết quả, tập bộ xét nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo phương pháp Real Time PCR. HCDC và y tế địa phương đẩy mạnh việc lấy mẫu toàn bộ số người còn lại, tổ chức xét nghiệm và dự kiến có kết quả chậm nhất ngày 11 tháng 8. Từ đầu mùa dịch, toàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 70 bệnh nhân COVID-19, trong đó 9 bệnh nhân thuộc đợt mới, 8 người hiện đang cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 449, 450, 510, bệnh nhân 517, 518, 567, 568, 589, hiện sức khỏe tất cả ổn định. Đây là các trường hợp liên quan đến Đà Nẵng, trong đó 6 người được phát hiện nhờ công tác xét nghiệm diện rộng cho người về từ vùng dịch nói trên. Bệnh viện 753 là ca mới được công bố ngày 7 tháng 8, thuộc đối tượng cách ly ngay sau khi nhập cảnh và đang được điều trị tại Bệnh viện Giã chiến Củ Chi. Số tiếp xúc của 8 trường hợp nhiễm mới đã được lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố 848, trong đó 243 người phải cách ly tập trung, 605 người cách ly tại nhà. Tính đến tối ngày 7 tháng 8, có 817 người có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ còn 31 người đang chờ kết quả. Hiện toàn thành phố Hồ Chí Minh có 1.488 người đang cách ly tập trung, số người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 7.400 người. Những người thuộc các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được lấy mẫu xét nghiệm, tổng cộng có 3.402 mẫu âm tính, chưa phát hiện thêm trường hợp mắc COVID-19 nào. Chuyển sang thông tin tiếp theo, công bố giá bán vaccine COVID-19 chỉ vọng nhất nước Mỹ 860.000 Việt Nam đồng mỗi liều. Quý vị thân mến, vaccine COVID-19 của Mỹ được ký hiệu là mRNA-1273 có giá 37 đô la Mỹ một mũi, tương đương, đương 860.000 Việt Nam đồng. Mỗi người sẽ phải tiêm hai mũi vaccine này. Theo Stephen Basso, giám đốc điều hành của công nghệ sinh học Moderna Mỹ cho biết, chúng tôi đang làm việc với chính phủ và các nước trên toàn thế giới để đảm bảo việc họ có thể tiếp cận vaccine bất kể khả năng chi trả. Chúng ta hiện đang ở trong một đại dịch theo định nghĩa của WHO. Tại Moderna, giống như nhiều chuyên gia, chúng tôi tin rằng virus sẽ không biến mất và cần phải tiêm chủng cho mọi người, thậm chí tăng cường tiêm chủng phòng ngừa trong nhiều năm tới. Moderna công bố giá bán cho mỗi liều vaccine COVID-19 mà họ đang phát triển. Vaccine được ký hiệu mRNA-1273 có giá 37 đô một mũi, tương đương 860.000 Việt Nam đồng. Và bởi mỗi người phải tiêm hai bộ vaccine, con số cuối cùng được đưa ra 74 đô la Mỹ, tương đương 1 triệu 700 ngàn đồng. Ông Barsol cho biết vaccine được đánh giá là thấp hơn giá trị thật trong thời kỳ đại dịch. Sau khi virus được kiểm soát, giá vaccine được định lại để phù hợp với các loại vaccine khác. Một Moderna cho biết họ bắt đầu đàm phán với nhiều quốc gia để cung cấp vaccine COVID-19 tiềm năng của mình, được gọi là mRNA-1273, và đã nhận được khoảng 400 triệu đô tiền đặt cọc kể từ 31 tháng 7. Tuần trước, công ty bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 nhằm thử nghiệm mức độ an toàn, hiệu quả trên 30.000 người, với kết quả dự kiến sớm nhất là vào tháng 10. Vaccine thử nghiệm của Moderna đang được phát triển với sự giúp đỡ của Viện Y tế Quốc gia, chứa vật liệu di truyền được gọi là RNA thông tin hoặc là mRNA. Các nhà khoa học hy vọng rằng sẽ kích thích hệ thống miễn dịch chống lại virus. Công ty đã nhận được 483 triệu đô la Mỹ từ cơ quan nghiên cứu và phát triển tiên tiến y sinh vào tháng 4 để hỗ trợ việc phát triển vaccine của mình. Tháng trước, họ thông báo nhận được thêm 472 triệu đô từ chính phủ Mỹ. Trước đó, vào ngày 14 tháng 7, các nhà nghiên cứu tại Moderna công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của vaccine mRNA-1273 trên người. Vaccine được đánh giá là an toàn, với cơ bản chỉ gây ra một số tác dụng phụ nhẹ, bao gồm mệt mỏi, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau tại chỗ tiêm. Trước mắt, Moderna đã ký được một hợp đồng với chính phủ Mỹ để cung cấp 11 triệu liều vaccine mRNA-1273 nếu như nó vượt qua được giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Thông tin cuối cùng trong bản tin hôm nay thưa quý vị. 38 bác sĩ điều dưỡng từ Phú Thọ lên đường hỗ trợ Quảng Nam chống dịch. Vâng, sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 8, đoàn 38 bác sĩ điều dưỡng từ Phú Thọ lên đường hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch Covid-19. Sở y tế Phú Thọ đã chọn 38 cán bộ y tế, trong đó có 18 bác sĩ, 20 điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong các chuyên hành nội, hồi sức cấp cứu, tim mạch và truyền nhiễm trong đoàn công tác. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 2.000 bộ trang phục y tế. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Bộ Y tế cử nhiều tổ công tác tham gia phòng chống dịch tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, ngày 6 tháng 8, Sở Y tế phát động phong trào tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Nam. Chỉ sau một ngày, đã có hàng trăm bác sĩ điều dưỡng từ các đơn vị y tế trực thuộc đăng ký tham gia. Chúng tôi là tin tức 24 giờ TV. Quý vị đừng quên like, share và subscribe để liên tục cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.